ta đã đến nơi. Đây chính thức là khu bến phà của đảo Cái Chiên. Có sao ô tô ra đây? Có ô tô đón này. Không ai để lại nhá. Gãy giống như một đồ. Không chè gọi. Này. Đang đúng kiểu hay thì đâu đang hay tay đây. Đang đi ạ. Đang đúng kiểu luôn. Hai tay đó như thế này. Gãy 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 gãy. Gãy một cách rồi. Gãy luôn luôn cơ nào. Dùng một cách đau đớn lắm. Đang hơi bị hơi đến kiểu chát rồi. Bông chè như vậy. Có tưởng mang theo. Đúng rồi, cứ mặc thôi. Tỉnh hết người. Không được, không cầm nữa. Đây, đây, đây. Xong rồi. Bây giờ không cần phải sói nữa. Chắc không được rồi. Ba bên kia ơi. Ôi ơi, muộn chậm thế, chậm quá, chậm quá, chậm quá. Chậm thế. Chiến tàu chậm quá, chậm. Cái đồ này tốc độ ấy à? Chiến thế nhỉ? Vì sao mà muốn lên trước? Cái tàu này ông bảo là người ta ngồi 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 ngồi. Mọi người bắt đầu lên xe điện để đi vào trong đảo. Xin chào nhân chứng Ngọc Cơn và đồng chí Dương. Nhân chứng Công Châu. Hello. Đấy. Không, cái này là về trang của Thăng Long. Đi xe điện à? Ừ, xe xe. Hôm qua ông quẩy. Hôm qua ông quẩy xong rồi. Không phải chấp nhận thôi, ăn chơi không sợ mưa rơi mà. Dán chịu. Đâu ông qua nào, mới gọi là quẩy hơn là. Hôm qua quẩy như thanh niên. Mấy cầu là nghỉ lắm mà mấy. Đây phải biết thưởng. Đây, ngồi sau này, xuống đây. Đây ngồi sau thích lắm. Xem bên này. Ba sang bên này. Anh được ghế cho thoải mái. Nào các ba xe mỗi xe ngồi sau người ngược. Ôi cũng chật ních đấy, không đùa đâu. Ngồi sau là người ngược 40 người đúng không? Ba xe là 4 xe. Nếu mà ba xe thì mỗi xe phải mười mấy người. 13 người mà một xe. Mà kịch kia là cái xe này hình như là 11 người. Bảo này, có cái loa đằng sau này không ai ngồi đấy kìa. Đấy người nào phải dưới này. Hưng mập lường. Hello. Nào bố vào năng lượng ngồi vào. Đợi mãi mới thấy truyền hình tăng nhiệt. Ba người một ghế thì mới đủ được. Có ba xe thôi mà. Đây đây, ngồi đây. Ba xe, bác ngồi trong. Ba người một ghế thì mới xe này mới được 39 người. Vẫn thiếu một người. Phải một người đứng. Bên này còn này. Bên kia còn một chỗ này. Bên này. Đây ngồi cạnh à. Đấy lên ngồi cạnh các cô đi. Đấy 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 cạnh cô đấy. Đấy ngồi vào trong. Chờ con ngồi vào trong. Cái đồ. 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 Cái
Vướng cái xe máy đằng sau anh ơi. Ok. Tính giá từ người một giờ máy. Đua không? Đua không? Xe bây giờ đông nhất đấy. Đông nhất hội. Toàn các bác cao to. Nhưng mà xe kia đầm hơn. Xe kia đít đầm hơn nhỉ? Con này thì đít đầm. Bốc đầu dễ. Bốc đầu à? Đua không? Rồi bắt đầu trên đường lên đường rồi đấy. Không, xe này chắc lắm, yên tâm đi. Đấy, giờ đường này xe mà leo dốc chỉ kinh khủng. Chỉ có một xe đi được, làm sao mà đua nổi mình. Trong chưa? Ra ngoài tắm sớm lắm. Sớm anh. Nhưng mà bãi cát thì nước này. Em chỉ chọn sâu hơn nữa. Không sâu, không sâu. Dân đây là cửa nhà không đóng, xe máy không mau ở nhà. Xe máy không mau ở nhà. Cửa nhà không đóng, cửa đường luôn. Mùng mà mở ra chút lúa và trâu bò. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời cả nhà ở trong khách sạn. Mọi người cầm theo túi kìa Thắng ơi. Túi ở sau nít kia. Đấy, bố con nhà thằng Diệu đấy. Đi xa đi Hương ơi. À đây, cách bớt rồi. Mọi người kiểm tra cho còn gì không nhá? Hết rồi anh, hết đồ chưa? Hết rồi anh ơi. Em xanh anh. Ok, thank you. Mọi người ở trong này gọi là nhà nghỉ thôi. Nhưng mà không được ra thì chỗ rồi đấy. Sờ vào là được, cái cần phải to. Đang có nghỉ ở nhà nghỉ số 46 thôn Cái Chiên. Bãi cát này thì không đá được bóng rồi. Phải lên bên kia thì có đá đấy. Đây là một vườn phi lao. Phi lao ở ven biển. Nói chung thì là nước biển ở đây là rất trong, gió thì mát cực kỳ, nắng cái này thôi nhưng mà mát lắm. Đây cả nhà sẽ nghỉ ở đây, những cái sạp như thế này, dọc đây được 4-5 cái sạp. Đây bãi biển đẹp nha. Đà Nẵng đi xuống. Cái này khai thác ở đây là khai thác du lịch chắc cuối tuần.
đá này, cát đá này, tức cặp rừng đá cát gần giống như cái loại cát ở vùng biển Ninh Thuận, biển Phan Thiết. Cát rất hạt rất là to. Cát hạt to lắm. Cho các bạn xem. Đã thấy xa mấy cái đảo này đẹp. Nắng chói chang luôn nhưng mà mát, không nóng, nắng lắm ấy. Xuống nước chơi bóng ném. Bóng ném được mà. Chơi bóng bằng tay, không chân thì tay thôi. Bóng ném dưới nước à. Đúng rồi, bóng nước này. Nước này chạy nào nổi. Chỗ này bóng mà chạy nó lăn xuống biển thì đi nhặt mệt mệt nghỉ. Triển khai nhạc nhẽ gì? Music này có tiền đúng không? Ở đây nó mới hát được. Giờ không có tiền chưa có tiền đúng ở đây nên nó không hát được. Đâu cho mượn cái tờ 500 đúng thử ở đây coi nó hát cái nào. Trong khi nó nhỏ có cho cái tiền không anh? À có. Bộ này à? Rồi con. Có một cái bãi cát dài toàn phi lao này thôi, nói chung còn tương đối hoang sơ. Tôi xin phép dừng clip không do con nhạc sẽ bản quyền.